Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Hôm nay sẽ là bài học cuộc sống từ quyết định của tướng Giáp tại Điện Biên Phủ năm 1954. Bài viết được viết và đăng tải trên website spyroom.com bởi tác giả Golden Nguyễn. Và chúng ta hãy cùng đến với nội dung chính của bài viết ngay bây giờ nhé. Thao thức. Điện Biên Phủ, Việt Nam, đêm 25 tháng 1 năm 1954. Bên ánh đèn mờ trong chiếc lán chiến dịch, hình bóng của vị tướng vẫn đang thao thức. Ông đăm chiêu ngồi tại bàn làm việc, mắt nhìn vào tấm bản đồ thung lũng Mường Thanh. Một niềm trăn trở hiện rõ trên khuôn mặt của viên tướng tư lệnh. Đêm nay là đêm cuối trước trận mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ, nơi mà quân Việt Minh sẽ đối đầu với quân viễn chinh của Pháp. Một trận đánh sẽ vô cùng dữ dội. Một trận đánh sẽ quyết định vận mệnh của không chỉ cuộc chiến, mà đó là vận mệnh của cả một dân tộc, và thậm chí là của nhiều dân tộc. Lần đầu tiên, một đội quân nông dân của một nước từng là thuộc địa sẽ đối đầu trực diện với đội quân nhà nghề và thiện chiến của một nước đế quốc thực dân. Và đặc biệt hơn, đội quân nông dân đó lại chọn phương án đánh nhanh thắng nhanh, tốc chiến, tốc thắng trong 3 ngày, 3 đêm. Nếu thuận lợi, toàn quân ca khúc khải hoàn và về ăn Tết tại Điện Biên. Tất cả đã sẵn sàng, các khẩu trọng pháo đã được kéo lên đỉnh đồi, hướng thẳng xuống thung lũng Mường Thanh, nhắm vào các cứ điểm quân Pháp. Sĩ khí toàn quân cao ngút trời. Đại quân chủ lực của Việt Minh tại Điện Biên hừng hực khí thế, chỉ đợi lệnh tấn công để nã đạn pháo vào đầu quân thù. Vậy thì còn điều gì khiến vị tướng tư lệnh phải trăn trở về quyết định của mình? Đêm trước trận mở màn, nhưng tướng Giáp vẫn không ngủ được và do dự về kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của mình. Kinh nghiệm 10 năm lãnh đạo chiến tranh nhân dân cùng những báo cáo mới nhất từ trận địa đã mách bảo ông có điều gì đó chưa ổn ở kế hoạch của mình. Cân nhắc và quyết định. Tướng Giáp nhớ đến lời Hồ Chủ tịch căn dặn trước khi lên đường. Tổng tư lệnh ra trận, tướng quân tại ngoại, trao toàn quyền cho chú quyết định. Trận này rất quan trọng, phải đánh cho thắng, không chủ quan nóng vội, không mạo hiểm. Chắc thắng mới đánh, không chắc không đánh, thất bại là hết vốn. Câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh có thể tóm gọn toàn bộ đánh giá về chiến dịch này. Quân Việt Minh đã dồn hết những đại đoàn tinh nhuệ nhất cũng như là vật lực cho chiến dịch này. Thắng trận này, quân Việt Minh sẽ làm chủ một khu vực rộng lớn ở Thượng Lào và Tây Bắc Việt Nam, tiêu diệt được chủ lực quân Pháp và kết thúc chiến tranh với lợi thế lớn trên bàn đàm phán. Ngược lại, nếu thất trận hoặc là theo cách gọi của tướng Đờ Cát là nghiền nát quân đội Việt Minh dưới lòng chảo thung lũng, thì các đơn vị chủ lực của phía Việt Minh sẽ mất hoàn toàn. Báo cáo mới nhất từ những tướng lĩnh cộng sự cho thấy lo ngại của tướng Võ Nguyên Giáp là có cơ sở. Từ tướng Lê Trọng Tấn, nhiệm vụ của tôi là phải đột phá cho đến Mường Thanh. Tôi quyết tâm, nhưng làm nhiệm vụ này tôi sẽ phải liên tục đột phá ba tuyến. Tướng Phạm Kiệt sau khi đích thân đi thị sát trận địa pháo binh, báo cáo cho tướng Giáp qua điện thoại. Anh Văn à, tôi ở đơn vị pháo đây. Pháo triển khai bằng công sự dã chiến ở cánh đồng. Ban ngày, bom đạn của địch mà đánh thì chắc chắn không trụ được. Đề nghị anh cân nhắc. Từ báo cáo của tướng Phạm Kiệt, tướng Võ Nguyên Giáp nhận ra một sự thiếu sót trong khâu chuẩn bị tác chiến, ngụy trang cho pháo binh. Chính vì vậy, nếu chiến sự kéo dài, không dứt điểm được cứ điểm này sớm, rất có thể pháo binh Việt Minh sẽ làm mồi cho không quân của Pháp oanh tạc. Sau này nhìn lại, tướng Giáp đánh giá rất cao tinh thần trung trực của tướng Kiệt. Chỉ có Kiệt mới dám nói như thế thôi. Tướng Giáp nhìn ra ba khó khăn lớn trong việc thực hiện kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh. Một là bộ đội chủ lực của ta chưa đủ lực, cũng như kinh nghiệm đánh các cộng sự nằm liên hoàn trong một cứ điểm. Trước đó tại một cứ điểm không quá lớn là Na San, bộ đội ta còn đánh chưa được và bị thương vong nhiều. Công phá các công sự liên hoàn ở Điện Biên Phủ ngay bây giờ là không thực tế. Hai là, trận này là một trận đánh tổng lực, hiệp đồng giữa pháo binh và bộ binh. Thế nhưng pháo binh và bộ binh còn chưa qua tập luyện, diễn tập, nhiều chỉ huy đơn vị còn lúng túng. Ba là, quân đội ta từ trước đến giờ chỉ quen chiến tranh du kích, tác chiến ban đêm ở những địa hình dễ ẩn náu. Kinh nghiệm tấn công đồn ban ngày ở địa hình bằng phẳng chưa có nhiều. Điều này là một bất lợi rất lớn, nhất là tại Điện Biên Phủ, nơi mà quân Pháp có ưu thế về máy bay, pháo binh và xe tăng. Nhận ra ba khó khăn lớn vừa kể trên, tướng Giáp nhận ra rằng nếu tiếp tục kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh thì khó có thể bảo đảm được chắc thắng. Toàn bộ lực lượng chủ lực chính quy của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lúc bấy giờ đều dồn hết vào lòng chảo Điện Biên để quyết chiến một trận cùng với thực dân Pháp. Một nước cờ sai lúc này có thể thay đổi hoàn toàn cục diện của cuộc chiến. Trận này nếu thua sẽ là hồi kết đau đớn cho cuộc kháng chiến vệ quốc kéo dài gần 10 năm chống lại thực dân Pháp. Đánh hay là không đánh?
Chiều ngày 26 tháng 1 năm 1954, sau cuộc họp đảng ủy và bộ chỉ huy sáng cùng ngày, tướng Giáp đưa ra quyết định khó khăn nhất cuộc đời mình, hoãn cuộc tấn công. Ông kết luận, để đảm bảo nguyên tắc cao nhất là đánh chắc thắng, cần chuyển phương châm tiêu diệt địch từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc tiến chắc. Nay quyết định hoãn cuộc tiến công, ra lệnh cho bộ đội trên toàn tuyến rút lui về địa điểm tập kết và kéo pháo ra. Như đã nói, tướng Giáp luôn cho rằng đây là quyết định khó khăn nhất cuộc đời mình. Chưa nói tới tinh thần chiến sĩ, ngay việc kéo pháo vào trận địa rồi lại kéo pháo ra đã mất rất nhiều công sức, thậm chí là sự gian khổ và hy sinh. Rồi còn sĩ khí toàn quân, việc thay đổi phương án tác chiến, thay đổi cách đánh đều có thể khiến ý chí chiến đấu của bộ đội suy giảm. Nhiều đơn vị không tin vào tai mình và liên tục xác nhận lại, lo sợ rằng đó là tin giả. Nhưng rồi cuối cùng, quân lệnh như sơn, người lính Việt Minh lại kiên cường tổ chức lại trận địa theo lệnh của tư lệnh, một ý chí đáng khâm phục. Chuẩn bị và quyết thắng. Chuyển sang phương châm chiến lược mới, đánh chắc, tiến chắc, tướng Giáp cùng bộ chỉ huy huy động toàn bộ lực lượng đại quân gấp rút tiến hành các khâu chuẩn bị cần thiết cho kế hoạch mới. Cụ thể là, bộ binh chuyển sang tập dượt kế hoạch tác chiến mới, đánh lấn, đánh bóc vỏ. Không tấn công trực diện mà đào hào áp sát cứ điểm địch để tấn công, từ đó giảm thiểu tối đa thương vong. Để phục vụ cho chiến thuật đánh bóc vỏ, tướng Giáp cho xây dựng một hệ thống giao thông hào bao vây từng lớp thung lũng Mường Thanh. Trận địa pháo được sắp xếp lại vào các vị trí mới trong các hầm chắc chắn, kín đáo và khó bị công phá hơn. Huy động sức người, dân công chuẩn bị lương thực, hậu cần sẵn sàng cho một chiến dịch dài ngày. Sau 46 ngày chuẩn bị, thời cơ đã chín muồi. 17 giờ 5 phút ngày 13 tháng 3 năm 1954, tướng Giáp phát lệnh tấn công. Chiến dịch lịch sử bắt đầu, pháo binh, bắn thật mạnh, bắn cấp tập. Vạn sự khởi đầu nan, sau 6 tiếng rưỡi liên tục tấn công, trận đầu tiên của chiến dịch đã thắng lợi. Toàn bộ tiểu đoàn cùng trận địa pháo của địch tại đồn Him Lam bị xóa sổ hoàn toàn. Người Pháp có lẽ khá bất ngờ về uy lực pháo binh của Việt Nam. De Gaulle đã từng tuyên bố đội một chiếc mũ đỏ để pháo binh Việt Nam ngắm cho dễ. Hay viên chỉ huy pháo binh Carles Pirov từng tuyên bố sẽ cho pháo của Việt Minh câm họng ngay loạt đạn thứ 3. Có lẽ họ đều không thể hiểu được rằng tại sao những tay lính pháo binh mới vào nghề của Việt Minh lại có thể tính toán chuẩn xác phân tử tác xạ tới vậy. Thêm vào đó chiến thuật hỏa khí phân tán, hỏa lực tập trung khiến cho Pirov và lực lượng của ông ta không biết đâu mà phản pháo. Cuối cùng, 2 tháng sau ngày gay khét, Pirov đã phải tự sát bằng một quả lựu đạn trong sự tuyệt vọng. 55 ngày đêm tiếp theo, đại quân Việt Nam tiếp tục chiến thuật đánh bóc vỏ, bao vây và tiêu diệt từng cứ điểm địch từ hệ thống giao thông hào. Các hệ thống giao thông hào của bộ đội Việt Minh như những vòng dây thòng lọng thắt dần vào cổ họng quân Pháp. Và đến ngày 7 tháng 5 năm 1954, các đơn vị của Việt Minh đã thắt tới đầu não của pháo đài bất khả xâm phạm. Lá cờ đỏ tung bay trên nóc hầm tướng De Gaulle, trở thành một biểu tượng bất tử cho chủ nghĩa anh hùng dân tộc, là sự cáo chung của chủ nghĩa thực dân, là khúc ca khải hoàn cho cuộc kháng chiến chống Pháp ròng rã gần suốt 10 năm của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa non trẻ. Chiến thắng Điện Biên Phủ đưa tướng Giáp vào ngôi đền của những vị tướng vĩ đại nhất mọi thời đại của nhân loại. Tất cả điều đó đã không thể xảy ra nếu như Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp không cân nhắc và đưa ra một quyết định dũng cảm nhưng hợp lý vào đêm tháng 1 năm đó. 3 bài học từ quyết định của tướng Giáp. 1. Tư duy cởi mở. Một tư duy cởi mở, không chủ quan duy ý chí về một kế hoạch hay phương án chiến đấu nào đó, đó là tâm thế của tướng Giáp tại Điện Biên Phủ năm 1954. Chính tư duy cởi mở này đã giúp tướng Giáp lắng nghe ý kiến của tướng Phạm Kiệt, người đã đích thân đi khảo sát chiến trường và là người duy nhất dám đề nghị vị tổng tư lệnh cân nhắc lại kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh, mặc dù không ít những tướng lãnh trong bộ chỉ huy cũng có những suy nghĩ tương tự. Sau này nhìn lại, chính tướng Giáp cũng đánh giá rất cao ý kiến của tướng Kiệt, người góp phần không nhỏ giúp tướng Giáp cân nhắc đánh giá tình hình chiến trường để đưa ra quyết định thay đổi chiến lược. Rõ ràng tư duy cởi mở và khả năng lắng nghe ý kiến của các cộng sự là một trong những yếu tố quyết định trong chiến thắng Điện Biên Phủ. Trong đời sống và công việc hàng ngày, mỗi người trong chúng ta đều có thể học tập từ tướng Giáp về sự cởi mở trong tư duy. Có một vài chiến thuật để giúp tư duy chúng ta luôn tươi mới và cởi mở. Hãy tập lắng nghe ý kiến góp ý của bạn bè, đồng nghiệp, bố mẹ, người thân, kể cả khi biết chắc là mình đang đúng, kể cả khi biết chắc là người kia chẳng hiểu gì cả về tình hình. Hãy cứ lắng nghe để hiểu góc nhìn của người khác. Làm được điều này có ít nhất 3 cái lợi. Một là nó giúp ta hiểu hơn về người kia, từ đó mà việc ứng xử có thể dễ dàng hơn. Hai là nó giúp ta có thêm một góc nhìn và nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện hơn.
không ai có thể tự tin mình nhìn được bức tranh toàn cảnh của một tình huống nào đấy một cách khách quan. Ba là, không ai có thể vỗ ngực là mình không bao giờ sai. Vậy nên, cứ nghe đi, biết đâu ta lại sai thật chứ chẳng chơi. Tập suy nghĩ theo hướng bi quan xây dựng. Lạc quan, yêu đời và tin tưởng vào tương lai sáng lạn không có gì xấu. Không có hy vọng và niềm tin, thì không ai có thể tiếp tục bước đi trong cuộc đời đầy dẫy trở ngại hiểm nguy này. Tuy nhiên, ta không được phép để tinh thần lạc quan làm mở mắt và quá tự tin vào các kế hoạch ta đặt ra trong cuộc sống. Nhiều khi, sự lạc quan nó khiến con người ta mù quáng, đắm chìm và mơ mộng về một cái kết hạnh phúc mà không nhìn thấy những hiểm nguy rình rập đằng xa. Hãy học tập tướng giáp, tự nhủ bản thân rằng, trận này ta hoàn toàn có thể thua, ta hoàn toàn có thể mất tất cả. Hãy nghĩ đến những khả năng xấu nhất, nghĩ đến những gì có thể ngăn chặn ta đi tới chiến thắng, từ đó đưa ra các phương án ứng phó với mọi khả năng. Làm như vậy, việc suy nghĩ về những điều không hay, những điều xấu có thể xảy ra, nó trở thành một thứ bi quan xây dựng, đưa ta gần với thành công hơn. Trân trọng những người dám nói thẳng những điều không dễ chịu. Cần có một con người như tướng Phạm Kiệt trong bất kỳ một tổ chức nào, ngay cả trong đời sống hàng ngày. Mỗi người trong chúng ta cần có những người bạn dám thẳng thắn góp ý, giúp ta đặt lại câu hỏi và nhìn lại những gì mà ta tưởng như chắc chắn là đúng, hợp lý. Cần sẵn sàng lắng nghe ý kiến của một người khác và xem xét lại kể cả một kế hoạch mà bản thân cho là hay nhất. 2. Thế và thời. Luận về đánh cờ trong bài Học đánh cờ, học dịch kỳ, Chủ tịch Hồ Chí Minh có viết: lạc nước, hai xe đành bỏ phí, gặp thời, một tốt cũng thành công. Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý muốn nói rằng cái thế của quân cờ là rất quan trọng, dù trên bàn cờ hay là ngoài trường đời. Ở vào yếu thế, dù có mạnh như quân xe cũng sẽ thất thời và tiêu vong. Ngược lại, ở vào thế mạnh và gặp thời cơ thích hợp, thì dù là quân tốt cũng có thể làm nên việc lớn. Quyết định tại Điện Biên Phủ ngày 25 tháng 1 năm 1954 đến từ sự cân nhắc sáng suốt về thế và thời của quân đội Việt Nam và quân đội Pháp. 25 tháng 1 năm 1954, lúc bấy giờ thoạt nhìn có thể thấy là quân ta đông hơn quân Pháp, khí thế của quân ta cao ngút trời, ưu thế chiến trường đang nghiêng về phía quân Việt Minh. Ăn Tết tại Điện Biên tưởng như là một điều gì đó chắc đạt được trong vài ngày. Nhưng tướng Giáp đã sáng suốt ở chỗ, ông không đắm chìm trong mơ mộng về một cái kết đẹp mà ngược lại. Ông chấp nhận nhìn vào những thực tế không có lợi cho quân đội Việt Nam lúc bấy giờ, rằng quân ta tuy đông hơn, nhưng quân địch lại ở vào một thế phòng thủ kiên cố tại lòng chảo của Điện Biên. Đánh nhanh thắng nhanh không thể đảm bảo được chắc thắng. Chấp nhận sự thực rằng quân ta chưa ở vào thế đủ mạnh để đả bại quân địch, rằng thời cơ chưa chín muồi, tướng Giáp đã hoãn kế hoạch tấn công và kiên nhẫn chuẩn bị cho kế hoạch đánh chắc tiến chắc. Một tháng rưỡi tiếp theo được dành cho việc chuẩn bị về mọi mặt, từ hậu cần cho tới chuẩn bị hệ thống giao thông hào cho chiến thuật đánh lấn. Chỉ sau khi chiến thuật đánh chắc tiến chắc được chuẩn bị chu đáo, chỉ khi mà thời cơ chín muồi, tướng Giáp mới quyết định khai hỏa bắt đầu chiến dịch lịch sử vào ngày 13 tháng 3 năm 1954. Ở vào thế mạnh và gặp đúng thời cơ thuận lợi, quân ta tấn công không ngừng nghỉ trong suốt 56 ngày đêm, cho đến thắng lợi cuối cùng. Mỗi người trong chúng ta đều có thể học tập và áp dụng bài học về thế, thời trong cuộc sống hàng ngày. Hãy tự hỏi bản thân rằng, ta đang ở vào cái thế nào, tương quan lực lượng so với đối thủ cạnh tranh ra sao, cái thế của ta liệu có đang phải là cái thế có lợi để đạt được mục tiêu. Cái thế của ta mạnh hay yếu, nếu như yếu thì hãy tìm cách để tránh giao tranh và bảo toàn lực lượng. Hãy rút lui để làm cho mình mạnh lên trước đã. Nếu như mạnh thì hãy tự hỏi, cái thời cơ nó đã thuận lợi để tận dụng triệt để cái thế này đã tới chưa? Có nên tiếp tục chờ đợi hay thời cơ đã đến? Thời cơ để tấn công đã chín muồi khi ta ở vào thế mạnh, lực lượng đầy đủ, tập trung và tinh thần lên cao. Địch ở vào thế yếu, lực lượng thiếu hụt, phân tán, tinh thần suy sụp. Bài học về thế và thời một lần nữa cho chúng ta thấy rằng lịch sử chiến tranh vệ quốc của dân tộc ta có rất nhiều bài học có thể ứng dụng vào thời bình cho mỗi cá nhân hay là tổ chức. 3. Lựa chọn trận đánh. Lựa chọn trận đánh một cách cẩn thận, đánh hay không đánh, đây là quyết định không chỉ những người cầm quân làm tướng phải đưa ra quyết định. Mỗi người trong chúng ta hàng ngày đều phải đối diện với những lựa chọn tương tự. Tham gia hay không tham gia vào một công việc nào đó, đi gặp hay không đi gặp một người, tranh luận cho hả dạ hay im lặng và làm việc. Chỉ khác là những quyết định hàng ngày trong đời sống hay là công việc của chúng ta không phải lúc nào cũng ở tình thế sống chết. Tướng Giáp ở trong tình huống mà thất bại đồng nghĩa với tận diệt, thế mà mọi kế hoạch cần phải được cân nhắc và hết sức cẩn thận để tiết kiệm súng đạn và giữ gìn lực lượng, tránh đổ máu vô ích. Khi nhìn nhận kỹ lại, ta sẽ thấy đời sống hàng ngày của mỗi người cũng gần giống với việc của vị tướng cầm quân. Thời gian, sức lực, tiền bạc là hữu hạn với bất kỳ ai, nếu dùng không cẩn thận, đến những giờ phút quan trọng sẽ không có để sử dụng. Tiền hết, không có gì ăn, kiệt sức, không làm việc hay suy nghĩ được gì,
hết thời gian, công việc đến hạn không xong. Bởi vậy cho nên, mỗi người trong chúng ta đều có thể học từ Tướng Giáp về nguyên tắc tiến chắc, thắng chắc, chắc thắng mới đánh, không đánh những trận không cần thiết, không đánh những trận không chắc thắng. Cần phải tập đặt câu hỏi, trận này nếu thắng thì sẽ đi đến đâu? Việc này nếu làm được có thể đưa ta gần đến với mục tiêu hay không, hay chỉ là để thỏa mãn cái dục vọng nhất thời? Trận này có chắc thắng không? Nếu thua thì có phục hồi được không? Nếu như một trận đánh không đẩy ta tới mục tiêu ta mong muốn, không đánh. Nếu như thời cơ chưa tới, không đánh. Nhìn chung, trong phần lớn các tình huống nên áp dụng nguyên tắc đánh chắc tiến chắc. Tuy nhiên, có một số tình huống khi thời cơ đã tới hoặc khi phần thưởng của chiến thắng thực sự đáng giá để ta chấp nhận rủi ro. Trong những tình huống này, đánh nhanh, thắng nhanh có thể là một lựa chọn hợp lý. Xông lên như vũ bão không cho đối phương thời gian kịp để phản ứng. Thắng lợi có thể đạt được nếu như chuẩn bị kỹ. Nhưng có một điều nên nhớ, chấp nhận rủi ro nhưng không được đánh bạc. Chấp nhận rủi ro là khi ta đã lường trước được tình huống xấu nhất, kể cả khi ta thua ván đó ta vẫn có thể phục hồi và tiếp tục chiến đấu. Đánh bạc là khi ta không lường trước được tình huống xấu nhất, thất bại là mất tất cả, là diệt vong. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!